Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Mình là Hi Hi Vlog đây. Hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp tục một cái món ăn tiếp theo, đó là món cá nướng nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái rổ cá trê nè và hai con cá thòi lòi các bạn. Đây là cá thòi lòi đặc sản quê mình nha các bạn. Cá thòi lòi nướng rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ đốt lửa than nha các bạn. Đây là cái lửa than mình đã chuẩn bị đây. Đây là cá của bác xui của mẹ vợ mình cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là con cá thòi lòi nè ha. Con cá thòi lòi này sở dĩ có thòi lòi là do con mắt nó các bạn. Con mắt nó lộ ra bên ngoài hai con mắt nên gọi là cá thòi lòi. Thì bếp than đã chuẩn bị xong, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nướng nữa các bạn. Mình để cho than nó đều ra nha. Bây giờ mình sẽ bắt cá thòi lòi, bắt đầu mình nướng đầu tiên các bạn. Cá này là hoàn toàn là tự nhiên các bạn, không phải cá nuôi nha. Cá trê là cá trê đen. Rồi mình sẽ bỏ lên mình nướng cho bạn xem nha, nó rất là trơn luôn. Cháu nói đi. Chào các bạn, hôm nay mình nướng cá cái gì, cá trê với lại cá thòi lòi. Đây là cá thòi lòi đây, thơm quá. Con cá thòi lòi chín nè. Gió quá quá vậy. Thơm, thơm phức luôn. Con này phải nướng xong ăn nóng liền mới ngon. Như vậy là nãy giờ một khoảng thời gian mình nướng bắt đầu cá đó bắt đầu chín nè các bạn. Mình nướng do cá trê này màu cá trê đen các bạn, nên cái màu nó không có được vàng ánh đẹp lên cho lắm các bạn, nhưng mà hương thơm quá là thơm các bạn. Thịt nó rất là dai luôn. Đó, các bạn thấy là cái lường bụng nó bắt đầu vàng các bạn. Đây là con cá thòi lòi, thịt nó rất là mềm, chúng ta sẽ trở nhẹ thôi chứ không nó bị gã thịt các bạn. À, chúng ta sẽ trở đều, chúng ta sợ nó dính bụng ở dưới phần dĩ các bạn. Chế cá này chúng ta có thể là gói với rau cải nè bạn, bánh tráng, thêm một chút bún, rau thơm, rồi dưa chua các bạn, chúng ta sẽ chấm với nước mắm gừng ăn thì hết sảy các bạn nha.
Bây giờ thì nãy giờ cá đã chín rồi các bạn, mình sẽ xếp cá ra một cái đĩa lớn các bạn nha. Chút xíu mình sẽ vào ăn cơm cùng gia đình. Bây giờ mình sẽ xếp cá ra và còn ba con cá nữa các bạn. Còn ba con cá là mình chưa nướng xong. Mình sẽ nướng cho ba con cá kia xong rồi mình sẽ đem lên ăn nha các bạn. Đó, các bạn thấy cá nướng có hấp dẫn hay không? Các bạn nhìn ở ngoài thấy đen đen vậy thôi chứ không phải nó khét đâu các bạn, tại cái màu da của cá trê thôi. Cá trê đen các bạn. Chứ không phải là khét nha. Các bạn nhìn nó giống là khét chứ không phải khét các bạn nha. Tên 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 tên, đây là anh cá thòi lòi các bạn. Mình sẽ nướng cái kỹ thuật khác nữa, đó là mình xiên vào cá đây mình nướng riêng ảnh một mình bên đây các bạn. Còn cái bếp kia là mình mẹ mình nhóm lửa lên mà mình sẽ nướng ba con cá trê còn lại, còn này mình sẽ nướng cá thòi lòi riêng nha. Chúng ta xiên cái cây qua bụng cá thì nó dễ chín ở bên trong nhiều hơn các bạn, thì nhiệt nó sẽ dẫn từ cái hơi nóng từ lửa than vào cây sẽ đi vào bụng cá dễ chín hơn các bạn. Thì chúng ta sẽ nướng như thế này, chúng ta có thời gian chúng ta nướng như vậy thì sẽ không sợ bị khét nha các bạn. Đó. Đến đây thì cũng chiều tối các bạn ơi, mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình để mình có ra những clip tiếp theo mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip gần nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mời các bạn ăn cá nướng cùng mình nha. Chúc các bạn có một buổi chiều thật vui vẻ bên gia đình của mình. Thân ái chào tạm biệt.